Phú nhị đại này quá đáng thương, trang viên rộng lớn lại không tìm được nơi nào thanh tịnh. Anh ta thu dọn đồ đến một nơi xa, nhưng vừa mới lấy dây thừng ra treo lên, đã bị cắt ngang bởi một người hầu đang tán tỉnh. Chào buổi sáng dây cớp tiên sinh. Chào thiếu gia. Phú nhị đại nhận ra rằng anh ta vẫn đi chưa đủ xa, thế là đến một rừng cây nhỏ hẻo lánh, vừa kề cổ vào, bước đến xem một cái, vẫn là gia nô trong nhà. Phú nhị đại suýt nữa thì quên, vài trăm dặm quanh gió đều là trang viên của mình. Nhưng nhìn thấy súng trong tay gia nô, anh ta lại nảy ra một ý tưởng mới. Vừa hay trong nhà có một kho vũ khí, vừa định lấy một khẩu súng. Chào thiếu gia. Chào thiếu gia. Phú nhị đại nhất thời cạn lời, có để người ta chết không đây? Lúc này máy hút bụi trên đất lại khiến anh nảy ra linh cảm. Phú nhị đại nối hai ống mềm lại với nhau, dến nhà xe chứa đầy siêu xe. Sau đó tùy ý chọn một chiếc, nối vào ống nhà khói, ngồi ở đầu xe, cùng với một bản giao hưởng du dương, tận hưởng ống xả số 89 thuần khiết cao quý. Kết quả lại cứ vào lúc này, lão quản gia phát hiện ra anh, vật lộn hồi lâu anh ta vẫn chưa chết. Người đàn ông tên là Jacob. Không lâu trước, anh mất đi người mẹ đã luôn cùng anh dựa dẫm vào nhau. Bây giờ cuộc sống của anh đã không còn tình yêu. Sau khi quyên góp gần 35.000 tỷ tài sản, rồi bắt đầu hành sự. Nhìn bức ảnh ngắm biển cùng bố trên tường, Jacob đến bên bờ biển, định hít khí xăng kết liễu mình ở nơi chứa đựng đầy hồi ức tốt đẹp. Kết quả vừa vào trong xe, đã nhìn thấy một cảnh rất tuyệt vời. Một ông già giàu có ngồi trên xe lăn, được người khác đẩy đến con dốc. Đợi khi trở lại, xe lăn vẫn còn, nhưng không thấy người đâu. Nhìn biểu cảm ung dung ban nãy của ông lão, Jacob lờ mờ nhận ra được rốt cuộc đã có điều gì đó xảy ra. Anh nhặt được một tấm danh thiếp độc nhất vô nhị bên sườn dốc, bên trên viết Elysium Professional tiễn bạn lên đường. Jacob tìm theo địa chỉ trên danh thiếp. Bề ngoài đây là một công ty dịch vụ tang lễ, nhưng đằng sau sẽ quét mã khách hàng. Kết hợp phân tích một lượng lớn dữ liệu, rất nhanh liền có được tất cả thông tin của Jacob. Anh đến không hề tầm thường, ông chủ đích thân ra nghênh đón. Sau khi xem xong tư liệu, rất nhanh đã đoán ra được Jacob muốn làm gì. Anh đến không phải muốn sắp xếp tang lễ đấy chứ? Hóa ra công ty bọn họ còn có một kiểu phục vụ ngầm, đó chính là tiễn người sống lên đường. Đối với những khách hàng quyết tâm muốn chết, bọn họ có thể biến hiện trường tự sát thành chết một cách tự nhiên, hoặc gặp sự cố ngoài ý muốn. Ví dụ như vị khách đang câu cá này. Đang câu cá ngon lành, chiếc thuyền nhỏ phát nổ ngoài ý muốn giữa hồ, vừa ra đi một cách nên thơ hữu ý, vừa giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Lại ví dụ một đôi tình nhân thích cảm giác mạnh này, công ty sắp xếp cho hai người vô tình tự tử ở khu vui chơi giải trí. Hầu hết khách hàng đều có khuynh hướng chết bên cạnh người họ yêu nhất, nhưng đối với Jacob không có người thân không có kẻ thù mà nói, thì lại lựa chọn một cách thức khác, chết mù. Đây có thể xem là cách chết tự nhiên nhất. Trong cuộc sống thường ngày, khách hàng sẽ không biết thời gian và cách thức, chỉ biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Sau khi đặt đơn thành công, Jacob được dẫn đi chọn quan tài. Trong căn phòng này, anh quen biết một khách hàng khác tên An. Hai người sắp chết lại nảy sinh hảo cảm với đối phương một cách kỳ lạ. Nhưng công ty có quy định nghiêm cấm khách hàng giao lưu riêng với nhau. Sau khi hai người hàn huyên vài câu đơn giản, chỉ có thể vội vã cáo biệt, về đến nhà Jacob cho tất cả gia nô nghỉ việc, để tránh làm hại đến những người vô tội. Sáng hôm sau liền nhấc một chiếc ghế ra sân ngồi, một mình chờ đợi chuyện ngoài ý muốn ập đến. Trong lòng vừa căng thẳng vừa phấn khích, nhưng không ngờ cứ đợi như vậy 3 ngày, lại chẳng thấy có chút động tĩnh nào. Jacob không nhịn được gọi điện thoại thúc giục, nhưng ông chủ lại nói với anh ta, chuyện này không thể cứ chờ không, ngày tháng phải trôi qua như ngày thường, việc ngoài ý muốn mới có thể tới. Jacob hết cách, chỉ có thể làm theo kế hoạch đi ăn uống, còn thuận tiện hẹn luôn ăn có hảo cảm với nhau cùng đi. Ở trên bàn ăn, tình cảm của hai người có thêm chút thăng hoa. Kết quả lúc ăn xong đi tản bộ, Jacob đột nhiên cảm thấy chuyện ngoài ý muốn hình như sắp tới rồi. Tôi nghĩ tôi đã có tin tốt rồi. Có lẽ chúng ta có thể cùng đi. Nhìn chiếc xe chở hàng lớn mất đi khống chế, đang xông tới với tốc độ nhanh chóng, đôi nam nữ này lại lớn gan không tránh, còn đứng tại chỗ không di chuyển, chỉ sợ chiếc xe không đâm chúng mình. Vài ngày trước, hai người tìm được một công ty dịch vụ tang lễ, dùng giá cao mua một loại phục vụ đặc thù, chính là tạo ra sự bất ngờ trong cuộc sống, giúp bọn họ tự sát. Nhìn chướng ngại phía trước, chắc là niềm vui cuối cùng cũng đến. Hai người nắm tay nhau cùng nhau chết. Kết quả vào thời điểm xảy ra va chạm trực diện, điều ngạc nhiên đã nói bây giờ chỉ còn lại sự sững sờ. Xem ra lần ngoài ý muốn lần này không phải do công ty sắp xếp cho bọn họ. Sau khi hai người tách rời, Jacob chỉ có thể tiếp tục về nhà chờ chết. TV phát sóng một tin tức thu hút sự chú ý của Jacob. Một căn chung cư nào đó đã phát nổ một cách kỳ lạ. Một đôi vợ chồng già chết ngay tại chỗ. Jacob lái xe đến thẳng hiện trường. Anh nhớ lại trước đây ở Elysium từng gặp đôi vợ chồng người Đức, khi đó liền xếp cho họ đến trước anh. Xem ra công ty có quy định của công ty, chuyện này cũng cần chú ý thứ tự trước sau. Ở hiện trường anh còn gặp An, thấy đối phương có hứng thú với xe thể thao, liền mời An đến nhà tham quan. Dù sao món đồ chơi này có rất nhiều ở gara trong nhà, nhưng vừa đến cửa nhà, Jacob đã bị luật sư chặn lại. Hóa ra trước kia trang viên này đã được giao bán,
bây giờ cuối cùng cũng tìm được người mua. Dây cóc vội vàng tới ký hợp đồng. Sau 48 tiếng hợp đồng tự có hiệu lực. Trong thời gian đó hai bên có thể suy nghĩ lại. Còn An ở lại trang viên, gặp được lão quản gia. Tuy ông đã bị sa thải, nhưng vẫn kiên quyết trông coi nơi này, giúp đỡ trông coi mọi thứ. Từ miệng ông kể An biết được quá khứ của dây cóc. Từ năm 4 tuổi người bố đã xảy ra sự cố. Anh liền mất đi tình cảm căn bản nhất của con người, không có hỉ nộ ái ố. Chỉ có người mẹ luôn bên cạnh anh, dùng mọi cách khuyên bảo anh. Lúc này An mới hiểu dây cóc mất đi người thân tại sao lại muốn chết. Đợi sau khi dây cóc trở về, An thủ dùng cách của mình chọc cho anh vui. Hai người cùng nhau lái xe, cùng nhau đến bờ biển khiêu vũ. Dây cóc đã hoàn toàn yêu An, cũng một lần nữa thắp lên tia hy vọng. Thế là dây cóc giấu cô đề nghị công ty thêm tiền, muốn hoãn lại kế hoạch tự sát. Nhưng công ty có quy định, đã ký hợp đồng thì không thể làm lại. Hơn nữa không cho phép giữa các khách có qua lại riêng tư, chứ đừng nói gì đến yêu đương. Bề ngoài vẻ mặt ông chủ tươi cười, nói có thể cùng đồng nghiệp bàn bạc một chút. Nhưng ở trong camera, dây cóc lại nhìn thấy ông chủ lấy khẩu súng trong ngăn bàn ra lệnh cho sát thủ chuẩn bị hành động. Dây cóc thấy vậy lập tức chạy trốn từ cửa nách, chạy mọt mạch đến phòng đựng quan tài. Nhưng căn phòng nhỏ như vậy, anh phải trốn vào đâu đây? Sát thủ bước tới nhìn chiếc quan tài bị đậy nắp, lập tức đoán ra dây cóc trốn ở đâu.